chương trình xin được gửi hết lời chào đến nhà báo Quỳnh Trang. Xin chào chương trình, xin chào chị Kim Thanh. Với một nhà báo mảng văn hóa giải trí như là Quỳnh Trang thì hôm nay mình hoạt động như thế nào ha? Báo viết mà mình phải xuất bản bài tin rồi chụp hình ảnh rồi gặp nghệ sĩ phỏng vấn thì hiện giờ ra sao? Trời ơi, một thời gian dài đại dịch là coi như văn hóa giải trí là tê liệt luôn đó. Đối với đài thì chị còn có một ít sản phẩm để mà phát sóng đúng không? Còn bên giải trí của bên báo viết cái online á, thì cũng phải cần hình ảnh, cũng phải cần chữ. Thì bên tờ soạn cũng sẽ có tổ chức một số cái bài nằm về một số cái nhân vật nghệ sĩ đó, để mà mình có những cái bài dài dặn về sự nghiệp để cho độc giả phản đọc. Tuy nhiên là cái phần mà gọi là thời sự giải trí á, hầu như nó rất là ít ở trên mặt báo. Chủ yếu mùa này nghệ sĩ cũng chỉ đi giúp từ thiện nè, lan tỏa những cái lối sống tích cực đó. Thì như chị Việt Hương hay là anh Đại Nghĩa, mọi người cũng làm rất là nhiều. Ví dụ như có một số chương trình ca nhạc ở các bệnh viện giải chiến thì chủ yếu cũng chỉ là những thông tin giải trí bổ sung thêm, gọi là thêm một chút niềm vui giữa cái đại dịch này thôi. Chứ còn mọi sự hầu như nó cũng đều xoay quanh đại dịch, là giải trí cũng chẳng có gì gọi là hấp dẫn nhiều cho bạn đọc. Thế thì Quỳnh Trang đã phải giải quyết tin bài của mình như thế nào? Mình có tạm thời đổi mảng hay không? Dạ, thì bên cạnh cái chuyện mà làm giải trí như bình thường em vẫn làm, thì thực sự là cái lượng tin bài em không còn nhiều như đợt trước. Rõ ràng cái đó là thực tế. Và mình cũng phải tư duy đề tài theo kiểu nó gắn với đời sống của người dân nhiều hơn. Đó là những cái hoạt động của nghệ sĩ hậu trường theo kiểu là người ta làm thiện nguyện, hoặc là những cái chương trình nó thay đổi cái format theo kiểu là quay ở nhà khi thay vì quay phim trường. Thì bên cạnh đó, bản thân của cá nhân em á, thì em cũng đã phải, không phải là phải nữa mà tòa soạn cũng điều động sang một số cái lĩnh vực khác để viết. Ví dụ như một chút về y tế, rồi các cái gọi là hoạt động gọi là đời sống xã hội hơn. Ví dụ như các hoạt động hỗ trợ thiện nguyện, hoặc là các chính sách cho các đội nhóm thiện nguyện, hoặc các chính sách về cái đời sống cấp thiết, thiết yếu của người dân thành phố. Thì những cái như vậy thì mình cũng phải chịu khó lăn lê hơn, lăn lê theo cái nghĩa đời sống hơn, chứ nó không chỉ đơn thuần là được vui vẻ, ăn ngon mặc đẹp như bình thường của mình giải trí mọi người vẫn thường thấy. Tính ra mình đã chéo sân là bao lâu rồi? Mình đã chéo sân là tính ra là cũng từ khi chỉ thị 16 áp dụng đó. Rồi bên cạnh cái đó thì cũng viết thêm những cái mặt lĩnh vực về tôn giáo, về các nhà thờ, nhà chùa, hoặc là các cái thông tin từ Tổng giáo phận hoặc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Họ có những cái ủng hộ từ thiện, thiện nguyện, và đặc biệt những cái hoạt động liên quan tới cái đại dịch này. Thì em cũng phải chuyển mảng như vậy. Những ngày đầu mà mình làm ở một cái mảng mà không được quần là áo lụa giữ event ở những cái nơi sang trọng gặp nghệ sĩ thì mình như thế nào? Thật sự luôn á, là từ trước giờ riêng ở báo Pháp luật thành phố của em á, thì phóng viên có thể viết mảng khác được, nhưng mà cái mảng chính là mình vẫn phải bám. Thì em đúng là văn hóa văn nghệ giải trí đó, thì bình thường mình đi dự một sự kiện mình cũng chăm chút bên ngoài hơn, nhưng mà thực sự bây giờ là mình phải làm sao để mà gọi là 5K an toàn nhất, chứ không phải là hình thức nữa, hầu như là không còn trang điểm nữa rồi. Đỡ tốn tiền mỹ phẩm. Dạ, đỡ tốn tiền mỹ phẩm, khi nào cũng phải đeo khẩu trang, hoặc là dự những cái buổi họp báo của bên thành phố về dịch chẳng hạn. Thì vì giữa cái dịch này em không biết bên đài của chị Kim Thanh thì sao, chứ các báo, đặc biệt là báo em cũng có nhiều ảnh hưởng lắm. Vì cũng như mọi ngành nghề thôi, thì phóng viên hay là nhân viên của báo cũng sẽ bị nằm trong các cái khu phong tỏa đó. Đó là lý do mà cái người để mà điều phối, để mà gọi là chạy cho hết công suất cho một cái tờ báo ngày, sản phẩm truyền hình, sản phẩm online ấy, là phóng viên phải choàng việc rất là nhiều. Và có đợt thì tòa nhà báo em cũng có ca F0 nữa, hồi đó là hồi đầu tháng 6, nếu em nhớ làm trong tháng 6 thì báo em có ca F0. Vậy là tòa soạn lập tức trong mấy ngày cũng phải mượn một cái nhà của một anh phó tổng biên tập thành tòa soạn giải chiến để có thể xuất bản báo in và mọi thứ. Lập tòa soạn giải chiến trong vòng có mấy tiếng đồng hồ à, thì mọi người chuyển về đó để làm thành tòa soạn như bình thường đó. Nó có những cái khó khăn mà rất nhiều người, người ta sẽ nghĩ là giờ như các anh chị báo chí là sướng vì được nằm trong gió mưa phiên, được đi ra đường á. Rất nhiều người nghĩ cái câu chuyện như vậy nha, nhưng mà thực ra không ai muốn ra đường nếu như mà không có việc hết. Và thực sự là đi ra đường bây giờ cái sự an toàn cho bản thân lẫn gia đình lẫn cộng đồng á, nó cũng nhiều cái cần phải cân nhắc. Đó là lý do mà ngay cả mình được đi ra đường thì mình cũng phải
thực sự cần thiết mình mới đi ra đường, chứ không phải là cứ được một cái rồi mình thích đi đâu mình đi. Dạ Mà bây giờ đi thì cũng không biết đi đâu. Bình thường ví dụ mình đi cà phê, đi phỏng vấn, đúng hẹn rồi, hò, đi nhà bạn, còn bây giờ mình đi cũng không có mục đích thì đi làm gì? không có đi đâu. Dạ ngay tòa soạn cũng chỉ 50% làm việc ở tòa soạn thôi, 50% là về phía khối văn phòng á, đó để vận hành tòa soạn thôi, còn khối tòa soạn hầu như là làm ở nhà. Giống như là Trang mới chia sẻ là mình bắt đầu đá xéo chân thực hiện thêm mảng y tế đời sống xã hội, và thấy bạn là tiếp cận rất là nhiều khu phong tỏa, khu cách ly, rồi các bệnh viện dã chiến và các nơi vừa tác nghiệp mà vừa thực hiện một số công tác thiện nguyện đó. Thì khi mà Trang tiếp cận được những con người trong cái thời điểm này ở những cái khu đó thì Trang thấy được điều gì ạ? Ngoài cái tác nghiệp á, em cũng có một cái số hoạt động bạn bè gửi gắm để em làm một số phần quà gửi đến các cái khu phong tỏa. Thì thực sự là giữa cái đại dịch này, mọi người hay nói tới người nghèo thôi, nhưng mà bất cứ ai giữa đại dịch này mà ở phong tỏa, mà nếu bất ngờ mình bị giăng dây đó, là cũng đều khó, có một cái sự chuẩn bị và cái sự thiếu thốn không ít thì nhiều đều xảy ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là các đợt em đi làm lẫn đi viết, thì thực ra đi làm chuyện cá nhân nhưng cũng có những đề tài cho mình. Thì có những chuyện là mình không nghĩ giữa Sài Gòn mà nó buồn như vậy đâu. Thì em vô Sài Gòn học rồi làm việc cũng vậy là cũng 21 năm, chuyển trọ bạn, nhưng mà chưa bao giờ gọi là mình phải ở trong những cái khu trọ mà kiểu như những công nhân hay người người lao động người ta ở ở Bình Chánh nè, Bình Tân nè, rồi cái miệt Thủ Đức mà giáp Bình Dương này, tức là rất là nhiều những cái khu trọ mà nó lắt léo mà mình không cảm thấy lối ra đó. Thì có thể ngày thường người ta vẫn sống rất vui vẻ, thì người ta đi làm về con cái vẫn trong các xóm trọ, em thấy nó vẫn có niềm vui. Nếu mà những ngày thường em tới đó em không thấy quá buồn, nhưng thực sự bây giờ nó quá buồn. Mọi người đó là đang phong tỏa, có nơi phong tỏa từ 17 tháng 5 đến giờ, có nơi phong tỏa suốt 2 tháng mấy, thì cũng có đoàn này đoàn kia hoặc là không có ai, có nơi có người giúp có nơi không. Nhưng mà mình ngoài cái chuyện giúp bữa ăn hàng ngày thì rõ ràng họ rất là cần những cái điều kiện sống khác, ít nhất là về tinh thần giải trí. Em thấy nó rất là buồn. Tuy nhiên ngược lại ở đó nó cũng có những cái trong cái hành trình mình đi làm là mình thấy có rất là nhiều cái gọi là nó gieo cho mình cái năng lượng, nó năng lượng tích cực, không biết nó có sáo rỗng không, nhưng mà thực sự là mình nhận được những cái điều tích cực giữa cái đại dịch này. Vì em làm là thường em phải khảo sát, em khảo sát xong thì liên hệ lại chính quyền địa phương hoặc qua chùa hoặc qua hệ thống nhà thờ giáo hội thì người ta sẽ hỗ trợ em. Thì tới nơi thì có thể là người ta đã được gỡ phong tỏa rồi, thì gỡ phong tỏa rồi thì người ta nói luôn là mình có thể nhường cái phần đó cho những cái khu nào khó hơn, vì bây giờ họ có thể đi ra đi vô mua đồ ăn rồi, mặc dù người ta cũng vẫn rất là khó và người ta thất nghiệp nha, nhưng mà xung quanh đó những cái hộ quanh đó là người ta lại giúp nhau. Thì đó là những cái mà nó làm cho mình cảm thấy là mọi người vẫn đang giúp nhau chứ không ai bỏ rơi ai hết giữa cái Sài Gòn này. Em nghĩ một bạn nào, một cá nhân nào hay một cái nhóm thiện nguyện nào đi làm giữa Sài Gòn những ngày này cũng sẽ cảm nhận được những cái điều như vậy thôi. Còn ở các bệnh viện dã chiến thì như thế nào Trang ha? Dạ, thiệt sự thì cá nhân em á, thì với bệnh viện dã chiến thì em gửi y bác sĩ là chính, cho nên em gửi ở đầu chứ em không vô trực tiếp trong bệnh viện dã chiến. Như bệnh viện điều trị COVID Thủ Đức thì em gửi ở các phòng công tác xã hội giữ an toàn cho mình lẫn mọi người, cho nên em không vô. Ban đầu đúng nghĩa là xin luôn đó, bác sĩ xin rất là thương, không phải là bộ đồ bảo hộ hay cái máy thở hay là cái khẩu trang nữa, không còn những cái đó nữa, mà xin mì ly để mà chế nước mà ăn. Vì tất cả các căng tin rồi mọi thứ nó đều đóng, mọi người không có cái đồ ăn để mà gọi là duy trì, vì có thể mình qua bữa quá bữa thì mọi người đâu có cái cơm thiện nguyện nó đâu đưa kịp. Thì các bác sĩ mới xin là sữa và thậm chí nước lọc để uống, mì thì mì ly, những cái thức ăn nhanh. Và mình cũng chưa bao giờ nghĩ giữa Sài Gòn mà mình lại phải cứu trợ nhau gọi là mì gói đó. Thì ở y tế đã có một văn bản mở cho các bệnh viện hơn, đó là cho phép các bệnh viện tự kêu gọi xã hội hóa. Thì điều này cũng mở cho các nhóm thiện nguyện người ta giúp đó. Người ta cũng không có bị gọi là có những cái buồn phiền, vì không phải là nhóm nào cũng cá nhân giúp, mà có những nhóm giúp người ta cũng phải có những cái minh bạch báo cáo tài chính. Thì khi bệnh viện người ta tự có phòng công tác xã hội người ta nhận như vậy á, thì sẽ dễ dàng hơn cho đội nhóm lẫn cái nhu cầu thực của bệnh viện luôn. Thì khi đó bệnh viện ok phòng này ban này hoặc là cái khu vực này cần bao nhiêu giường, cần cái máy thở gì, thì người ta chỉ cần kê ra và kêu gọi thôi, thì nó sẽ dễ hơn. Chứ trước đó là theo kiểu là bác sĩ nào quen ai thì kêu gọi, thì cái đó nó cũng sẽ dễ nảy sinh những cái mà chỗ thừa chỗ thiếu. Thì cái thực tế đó là nó đã diễn ra trong suốt gần 2 tháng vừa qua, thì bây giờ nó mới được điều chỉnh.
Em nghĩ bất cứ thành phố hay quốc gia nào trước một cái đại dịch mà không lường được á, thì cũng sẽ có những cái bối rối thôi. Nhưng mà thành phố cũng đã có những cái lắng nghe từ các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu lẫn các cái cơ quan ban ngành để mà ra những cái quyết định mà nó tức thời. Có thể nó chưa thỏa mãn 100% nhưng mà nó đã có và đã có lắng nghe và xử lý rất là nhanh. Khi bản thân em đi làm thiện nguyện thì em mới thấy là ở trong khu nhà trọ người ta chờ các khu người ta không có đủ đồ ăn nữa thì làm sao người ta nghĩ tới một cái viên vitamin hay là một cái viên thuốc hạ sốt để trong nhà, hay xa hơn là một cái thiết bị như là nhiệt kế hay một cái máy SPO2 để mà có thể theo dõi F0 nhẹ tại nhà chẳng hạn. Thì thực sự khi mà theo dõi được F0 nhẹ tại nhà nó mới giảm tải được cho tuyến trên. Thì chính từ đó mà có rất nhiều cái đội nhóm cũng đi làm và họ đã có những cái đề xuất qua các cái viện nghiên cứu phát triển thành phố này, hoặc viện nghiên cứu xã hội social life, họ có những cái đề xuất bằng văn bản lẫn cái thực tế trên mặt báo để cho mọi người thấy rằng à, những cái chỗ mọi người đang khó, nó khó rất là nhiều thứ. Sau đó thì trong tuần vừa rồi rõ ràng thành phố mình đã đi trao những cái túi an sinh đó, thì ngoài cái nhu yếu phẩm thiết yếu theo kiểu là đồ ăn đồ uống thì trong đó có thuốc men, có những cái thiết bị tùy cái địa phương, tức là cái gói ngoài cái gói của thành phố thì địa phương ngay địa phương đó có rau rán gì lại bỏ vô. Thì em thấy đó là một cái cách mà rất là tức thời cho mọi người. Những cái câu chuyện đó thì ít nhiều Kim Thanh cũng đã biết thông qua những cái phần chia sẻ của Trang ở trên Facebook á, và những cái câu chuyện cảm động thì nãy giờ Trang cũng đề cập. Nhưng mà ngoài cái năng lượng tích cực, Trang có những cái kỷ niệm nào vui có thể chia sẻ, đặc biệt là những cái kỷ niệm mà nếu mà mình làm phóng viên giải trí showbiz là mình không có đâu. Đúng là thực sự mà nếu mà chỉ ngồi nghe nhạc xem phim như mọi người thường thấy như showbiz á thì mình sẽ không thấy được cái đằng sau của những cái lĩnh vực khác, thậm chí mặt sau của showbiz chẳng hạn. Vì em thấy rõ ràng những cái đại dịch này rất là nhiều nghệ sĩ mình cứ thấy người ta vui vẻ trên tivi, trên sân khấu, chứ mình không thấy cái mặt sau của người ta rất là tốt. Ví dụ như em thấy rõ ràng trong cái mùa dịch này là chị Việt Hương là một cái người mà ngày đêm nghiên cứu chỗ này gấp, cần luôn máy thở, cần luôn xe cấp cứu, là làm luôn, tìm ngay. Và dĩ nhiên chị không có phải là theo kiểu là tìm theo kiểu là cứ bỏ tiền ra mua, chị tìm hiểu rất là kỹ và có kiến thức về cái đó luôn đó. Thì em nghĩ nghệ sĩ hay showbiz hay là một phóng viên giải trí cũng sẽ có những cái tương tự như vậy. Giữa cái đại dịch này, cái câu chuyện đại dịch nó không phải là của một người mà nó là câu chuyện chung. Thì giống như bản thân em trong cái hành trình đi làm của mình cũng có những chuyện vui vui chẳng hạn, thì em cũng có trong cái những cái quyên góp cá nhân thì cũng có, ví dụ như chị Minh Tuyết cho em 2 lần 2 tấn gạo chẳng hạn, thì em nói gạo này không phải của em mà của chị Minh Tuyết cho. Vậy là mọi người cũng nói trời ơi, nhờ nhà báo chuyển lời cảm ơn chị Minh Tuyết nha, mặc dù nhiều khi họ không có đời nào họ thấy chị Minh Tuyết ở ngoài luôn chẳng hạn. Tức là có những cái mà nó gắn nghệ sĩ hoặc là cái việc làm của mình á, nó gắn cái người dân á, nó theo cái kiểu nó không có giống gọi là sản phẩm nghệ thuật. Người ta thấy là nhà báo hay là phóng viên của mảng văn hóa giải trí á, tối ngày đi vào những cái nơi rất là sang trọng, cho nên là người ta nghĩ là cũng sẽ yếu đuối hay là tiểu thư công chúa công tử gì đó sẽ không có làm được nhiều. Còn không biết là Trang khi mà đá chéo sân là có bị ai chọc chọc vui vui vậy không? Dạ cũng có đó chị, vì bình thường là em là hay xén xúa đọc thơ. Đúng rồi. Hay xén xúa đọc thơ chơi chơi rồi post hình đẹp vậy thôi. Chỉ có những cái đợt cần cứu trợ khẩn cấp thì em sẽ đi làm. Ví dụ như năm ngoái ở miền Trung thì của báo em là em cũng ra ngoài đó cùng với cái văn phòng đại diện ở miền Trung của báo với các nghệ sĩ từ trong này ra. Thì đó là trực tiếp em đi làm. Và cái cá nhân em khi mà mình làm cái chuyện là cứu trợ khẩn cấp, mình cũng thấy ủa sao mình khác một con bánh bèo vô dụng bình thường vậy. Thì ví dụ như bình thường mình có thể xinh tươi vui vẻ ngồi cà phê phỏng vấn nghệ sĩ này, đi xem phim rồi coi show này show kia, đến lúc mà mình đi làm gọi là lăn qua cái mảng khác hoặc là đi làm từ thiện thì mình chỉ có gọi là suốt ngày trong bộ đồ bảo hộ, gọi là bộ đồ đẹp nhất của mùa luôn đó, chứ không có cái gì khác ngoài đồ bảo hộ với khẩu trang hết. Thì cũng có nhiều bạn nhắn nói trời ơi sao không nghĩ là cái con này bình thường nó vậy mà tự nhiên hôm nay ai nhập mày vậy chẳng hạn. Nó nói mày có bị điên không. Nó còn mấy anh em cái kiểu vậy, mà có những đứa bạn rất là thân, rất là dễ thương mà nó trời ơi sao mà lăn xả dữ vậy. Rồi cũng có nhiều người nghĩ là trời ơi đi vậy chắc vui lắm nha, cho ta đi chơi với cho vui.
vui. Nhưng em cũng nói thật luôn là thực ra đi từ thiện giữa mùa dịch này á, nó cũng có nhiều cái hiểm nguy lắm. Em không khuyến khích theo kiểu là mọi người cứ đi giúp, vì thực ra giúp người không bao nhiêu mà đủ. Nhưng mà đi thì ít nhất các đội nhóm hoặc cá nhân khi đi làm nên có cái bảo hộ bản thân mình. À, ngoài khẩu trang, kính chống giọt bắn thì nên mặc đồ bảo hộ. Và như vậy chắc sẽ còn đá xéo chân thêm một khoảng thời gian nữa đúng không? Dạ, với là đó được rồi là tao soạn sẽ cho đó tiếp. Thì tới thời điểm này á, là Trang thấy là cái cảm xúc cũng như là về cái quan điểm sống hoặc là những cái gì từ trước đến giờ của mình á, nó có một cái gì thay đổi trong người của mình hay không, và liệu là sau khi dịch ổn thì không thích làm giải trí nữa hay không mà làm mảng này luôn? Theo cái góc độ mà tác động theo kiểu không thích làm giải trí nữa mà làm mảng khác á, có lẽ là không đâu. Vì thực ra mình làm cái gì mình cũng phải thích. Em vẫn rất thích những cái tác phẩm văn học nghệ thuật nó có giá trị. Vì thực sự nó để lại trong lòng người, nó đôi khi nó nhiều hơn một cái miếng cơm bánh mình tặng nữa. Em nói vậy chắc là chị cũng hiểu, và khán giả nghe đài cũng hiểu. Thì câu chuyện giữa đại dịch này, sau đại dịch này nó sẽ còn rất nhiều thứ mà em nghĩ trong lĩnh vực giải trí mình vẫn có thể làm tiếp, chứ không phải cần phải mảng khác. Ví dụ như là câu chuyện chăm sóc một cái đời sống tinh thần cho người ta, thì sau đại dịch mọi thứ nó sẽ rất khó khăn và người ta sẽ rất bế tắc, thì mình làm sao mình có thể gọi là gieo một cái, không phải cá nhân mình mà những cái sản phẩm giải trí nó cũng sẽ phải bắt đầu trở lại thôi khi mà đời sống nó được bình thường. Nhưng mà nó có những cái mà mình giống như là một cái vết thương trong cuộc sống hoặc là một cái vết thương của Sài Gòn, thì giải trí, lĩnh vực văn hóa giải trí sẽ phải là gọi là làm cho nó dịu lại cái vết thương đó, từ con người cho đến cái đời sống chung của thành phố. Em cũng mong một ngày nào đó rạp phim được mở, rồi nhà hát được trở lại, rồi em lại được trở lại viết những cái đề tài em thích về phim ảnh, về bảo tồn di sản. Và đó cũng là những cái giá trị theo một cái hướng khác. Em vẫn sẽ tiếp tục những cái công việc thiện nguyện ở một khía cạnh khác, chứ em cũng không muốn mặc hoài cái bộ đồ bảo hộ mà đi mà nó nóng vậy đâu. Bây giờ mong muốn dịch hết thì sẽ làm gì đầu tiên nè? À, dịch hết chắc điều đầu tiên là sẽ về thăm mẹ. Cũng lâu rồi ha, Dạ, đúng về không? Huế thăm mẹ. Dạ, lâu lắm rồi. Dạ, lâu lắm rồi không về thăm mẹ. Dỗ ba cũng không được về. Thôi thì mình cùng nhau cố gắng nha, và Trang hãy cố gắng giữ vững sức khỏe tốt và thật sự là an toàn cùng với các đồng nghiệp của mình trong thời điểm này, để có thể là cho ra những cái sản phẩm ở trên báo để mọi người cũng có thể đọc và cả như là hỗ trợ được, dù là một chút xíu thì cũng rất là đáng quý trong cái thời điểm này Trang ha. Dạ, em cảm ơn chị Kim Thanh, cũng chúc chị Kim Thanh và các anh chị trong đài mình được sức khỏe. Cũng qua đây em cũng xin nhờ chương trình gửi đến là chúc cho mọi người ở Sài Gòn lẫn ở các tỉnh thành khắp cả nước được sức khỏe, bình an qua được cái đại dịch này.